chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món bánh khoai tây chiên trứng nhá. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong đấy ạ. Miếng bánh khoai tây như thế này ạ. Rất là ngon. Nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Để làm món ăn này các bạn chuẩn bị cho mình hai củ khoai tây 400g nhé. Và 150g cà rốt, một ít hành lá, 5 quả trứng gà và các gia vị khác thì chốc nữa mình sẽ nói sau các bạn nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ đi bào sợi cho mình. Cái khoai tây ấy, mình đã gọt vỏ và mình đã ngâm nước rồi ạ. Nên là khoai tây nó đã bớt cái nhựa đi ạ, không còn bị thâm nữa nhé. Các bạn sẽ bào cho mình ra thế này. Cái cà rốt các bạn cũng bào sợi cho mình. Mình gọt vỏ cái phần cà rốt rồi đấy ạ. Đấy các bạn, sau khi xong rồi bây giờ các bạn sẽ cho gia vị vào cho mình nhé. Các bạn cho mình vào đây 1/2 thìa bột ngọt này. Tùy theo bột ngọt các bạn ăn nhiều ấy, thì chúng ta có thể cho thêm nhé. Gia vị nữa là muối hay là bột canh đều được ạ. Các bạn cho mình vào đây 1 thìa cà phê này nhé. 1 chút hạt tiêu. Một thìa dầu hào nhé. Một thìa dầu hào và các bạn cho mình vào đây 1 thìa canh nước mắm nữa. Bột bắp. Các bạn cho mình 3 thìa canh bột bắp nhé. Nó có cái độ kết dính nhé ạ. Cái phần hành lá mình cũng thái vào các bạn nhé. Cái đầu hành ấy thì các bạn đập ra cho mình để cho nó không bị cứng quá nhỉ. Chỉ cần 3 nhánh hành thôi. Thái nhỏ cái phần hành lá ra. Mình sẽ lấy cái lòng trắng trứng mình cho vào đây các bạn nhé. Và cái phần lòng đỏ thì các bạn để lại cho mình. Chỉ lấy cái phần lòng trắng thôi. Đấy, lòng đỏ mình để lại nhé.
Xong rồi các bạn sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên cho mình nhá. Mình có thể dùng tay mình bóp đều lên. Đấy, các bạn mình đã trộn đều như thế này rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho vào chảo ạ. Các bạn cho chảo lên bếp và mình cho vào đây một ít dầu ăn thôi nhá, không cần nhiều ạ. Khi dầu ăn đã đều với chảo rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cho cái phần trứng, cà rốt và rau cải, cà rốt vào. Sẽ ấy ở giữa này để mình cho cái phần lòng đỏ trứng vào đây nhé. Đây các bạn sẽ cho cái phần lòng đỏ trứng vào giữa. Tương tự với quả này mình cũng cho như vậy các bạn nhé. Cho vào giữa. Khi nó vàng ấy thì các bạn sẽ đặt lên cho mình nhé. Trên với lửa nhỏ thôi, không cần lửa to ạ. Giữ hai cái này. Mình cũng chiên vàng cái phần mặt này lên nữa là được các bạn nhé. Như cái mặt bên dưới mình vừa lật lên ấy ạ. Thế các bạn khi cái phần trứng này đã được rồi nhé, vàng ngon như này rồi, các bạn sẽ cho ra đĩa cho mình nhé. Mình dán này khác ạ. Đây các bạn, như vậy là cái thành phẩm mình vừa mới làm xong ấy, là khoai tây chiên trứng nhá, rất là ngon như thế này. Các bạn có thể làm cái món ăn này, chúng ta có thể ăn sáng hoặc là mình ăn cơm cũng lẫn cũng được, ăn vui chơi cũng được, rất là dễ mà đầy đủ dinh dưỡng nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.